Alo, xin kính chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay. Thì hôm nay là một phiên khá là tích cực của thị trường khi mà có một cái sự hồi phục. Nó có cái biên độ rất là tốt. Hôm nay tăng với một cái biên độ là 21.95 điểm, tương ứng với 1,51%, với một cái khối lượng mới, với một cái thanh khoản nó cũng hẹp. Tức là cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư hiện tại, những người nào mà đã thoát ra rồi thì vẫn còn nghi ngờ, còn người nào nằm trong đang có những cái mã đang lỗ thì chúng ta không muốn bán. Thì đây là một cái nó là một cái tâm lý cho nhà đầu tư mình cũng rất là tốt, bởi vì những cái người nào đã bán thì người ta đã bán xong xuôi từ những cái phiên mà giảm đầu tiên hoặc giảm thứ hai, thứ ba rồi. Còn hiện tại thì dường như hết cái lực bán, cạn cái lực bán đi, thì nhiều nhà đầu tư họ đang trực chờ, họ đang cầm tiền, họ muốn mua với một cái định giá rẻ, mua doanh nghiệp với định giá rẻ thì họ thấy giá tăng thì họ nhảy vào, họ đua mua, ví dụ vậy. Đấy, thì làm cho cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư mình hôm nay cũng khá tích cực, và nhiều nhiều mã của anh chị nhà đầu tư mình hiện tại đang lỗ thì nó đang được hồi phục dần anh chị nhé. Thì sau một cái nhịp như này thì em sẽ có những cái mã để tập trung cho room và tập trung cho anh chị nhà đầu tư mình để có một cái lượng lợi nhuận nó ổn định và nó tích cực, nó lớn. Đấy, thì em sẽ đi vào một số các cái ngành nghề, thì em sẽ nhận định và xem các cái danh mục của chúng ta tầm một tuần một lần. Đấy, để chúng ta theo dõi lại liệu những cái mã này còn tốt hay không, thì em sẽ đi vào luôn. Đi qua về cái thị trường trước thì chúng ta xem cái khối ngoại. Khối ngoại ngày hôm nay thì mua dòng rất là lớn, đặc biệt là trong VN30. VN30 thì có ông MWG mua 1.500 tỷ. Đấy, mua 1.500 tỷ, VIC mua 63 tỷ. Đấy, thì anh chị mình cũng thấy được rất là tốt. Đấy, Novaland được mua gần 40 tỷ. Đấy. Thì hiện tại khối ngoại đã quay trở lại mua dòng cực kỳ lớn. Rồi thì MWG thì hôm nay không biết là thường thì với khối lượng mua lớn như vậy thì thường là mua 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 thỏa thuận anh chị nhá, chứ không mua theo phiên. Mua theo phiên thì mua như này thì trần cổ phiếu mất. Đúng không? Thì hiện tại MDG nó vẫn là một cái dòng tăng trưởng cực kỳ tốt, nên em không có cái mã mà MDG không có cái gì xấu cả, nên là anh chị mình có cổ phiếu vẫn cứ nắm giữ bình thường nhé. Đấy, dòng hiện tại thì em sẽ đi vào một số các cái mã dòng ngân hàng là một này, chứng khoán là hai này, bất động sản là ba này, và một số các dòng bán lẻ. Đúng không ạ? Thì một số các cái mã không phải dòng nào, một số không phải dòng nào nó cũng 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 chạy, nhưng mà dòng nào mà nó ở trong một cái dòng nó tăng trưởng thì sẽ có những cái mã mà nó phân hóa ra nó thực sự tốt. Ví dụ như ở trong dòng chứng khoán nó có ông VND, ông chạy thì khỏe nhất, thì chúng ta phải vào VND trước. Chứ làm sao mà chúng ta vào cái mã nó đang nằm ở đáy mà nó lại còn đang downtrend, đúng không ạ? Thì rất là khó để chúng ta kiếm được cái lợi nhuận từ những cái mã đang downtrend đấy trong một cái dòng nó đang tăng trưởng. Thì chúng ta sẽ chọn ra những cái mã khỏe nhất trong một cái dòng để chúng ta tham gia và đầu tư. Thì em cũng lọc ra một số các cái mã nó thực sự nó ấn tượng trong cái nhịp này, và chúng ta có thể xem xét và giải ngân. Đầu tiên thì chúng ta sang dòng dòng banh. Dòng banh thì em thấy có ông MBank là ông rất là khỏe. MBank rất là khỏe, và cái nội tại của doanh nghiệp của ngân hàng này cực kỳ tốt. Sau một cái quá trình nó tích lũy, sau một quá trình tích lũy dài như này. Đấy. Chuyển đổi số của MBank thì em thấy là nó khá là ấn tượng. Đó. Trong một khoảng thời gian ngắn mà ông MBank này CASA lên cũng gọi là ngang cơ với cả ông Techcombank, gần như là ngang cơ, đúng không? Và cái khi mà trong theo kỹ thuật thì ông này ông
khi mà tăng trưởng thì những cái đáy sau luôn cao hơn đáy trước và nó đang nằm theo theo một cái trendline. Và hiện tại đang trong một cái vùng tích lũy, khi mà chạm vào cái ngưỡng kháng cự này đang trong một cái vùng tích lũy. Đấy. Nhưng mà cái vùng này thì em đánh giá là nó khi mà đã tích lũy tốt như vậy thì sẽ có những cái nhịp nó kéo bứt thoát rất là nhanh. Đấy. Những cái nhịp này là nhịp ăn hàng của tạo lập của tổ chức, và khi mà T cộng 3 hàng về thì không còn ai bán nhiều, thì rất là dễ, nếu mà có nhịp xuống dưới này thì rất là dễ để đánh break lên thôi, đúng không? Thì chúng ta căn cái nhịp này, chúng ta có thể vài phiên nữa, 4-5 phiên, nếu mà nó tích lũy đẹp thì chúng ta có thể tham gia. Còn hiện tại trong room thì em vẫn đánh giá cao cái mã MB Bank này, và chúng ta mua liên tục, gom dần cái mã ngân hàng khá là tốt và tăng trưởng ổn định và có nhiều cái sự đột biến trong năm nay, đúng không? Thứ nhất là MB Bank, thứ hai là em sẽ sang VP Bank. VP Bank thì đang rất là tốt ở một cái vùng, giá hiện tại là nó đang ở một cái vùng đỉnh cũ, một cái vùng đỉnh cũ. Cái vùng này là vùng 39.5, đúng không ạ? Vùng 39.5 thì nó đang ở cái vùng này và cái lực ăn hàng rất là lớn. Chúng ta chỉ cần đợi nó khi mà cái biên độ dao động của nó hẹp dần thì chúng ta có thể tham gia. Còn hiện tại nó hơi rộng một chút, chúng ta chỉ đợi thôi. Chúng ta chỉ cần đợi thôi là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp, chứ không cần không việc gì phải đua mua cả. Đua mua hay là chúng ta có thể mua đắt hơn một chút, nhưng mà nó chắc chắn hơn tầm 70-80% là nó tăng thì chúng ta có thể tham gia. Còn khi mà nó đã 50-50 như này thì rất là khó, đúng không? Lực bán thì bây giờ nó vẫn nhiều, nhưng mà đâu chúng ta sao mà chắc chắn được lực cầu vào nó một vài phiên tới nó lại càng lớn, đúng không ạ? Có thể là một vài phiên tới lực cầu nó lại suy yếu thì lực bán nó mạnh quá thì nó lại làm giảm cái cổ phiếu. Nên là chúng ta phải xem khi mà cung cầu nó bắt đầu nó cân bằng và nó hạn hẹp lại thì cái lực cầu của nó như thế nào. Đấy. Còn hiện tại em đánh giá VPBank rất là tốt và trong năm nay sẽ có nhiều cái biến động rất tích cực. Đấy. Từ cái mảng chứng khoán này, từ mảng bảo hiểm này, đấy, và tăng vốn này, điểm tăng vốn rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy. Mảng cho vay của ông VPBank này cũng khá là ấn tượng, đúng không ạ? Tín dụng. Đấy, thì VPBank em đánh giá rất là cao. Thứ nhất là VPBank này, chuyển đổi số cũng rất là tốt nhá anh chị nhá. Chuyển đổi số. VPBank này, MBank này, còn STB nữa. STB thì sau một cái quá trình nó vượt đỉnh rồi, nhưng mà khi mà ở cái đỉnh cũ thì anh chị mình có thể thấy được về một cái vùng đỉnh cũ ở vùng này là nó cũng phải kẹt ở đâu đó cũng phải tầm vài trăm triệu cổ phiếu, nên là khi về cái đỉnh cũ này thì rất nhiều nhà đầu tư bán tháo, bán chốt lời, đúng không? Thì nó phải có một cái biên độ nó đi xuống và nó sideways để nó hấp thụ lại cái lượng hàng lớn từ cái vùng đỉnh cũ bán xuống. Đấy, thì dường như bây giờ thì vốn một ngày có 7 triệu cổ như này thì em đánh giá rất là cao, đánh giá rất là tốt khi mà lực cung không còn nhiều, không còn cái lý do gì để bán nữa rồi thì chắc chắn lực cầu sẽ vào. Đấy, còn ngân hàng thì nó chắc chắn là nó sẽ chạy theo sóng. Hiện tại sóng quý 1, sóng quý 2 này là sóng thứ nhất là về báo cáo tài chính, thứ hai là về cái xu hướng tương lai trong quý 2, quý 3, quý 4. Đấy, thì em đánh giá STB cũng cũng khá là tốt, và mấy năm gần đây thì chưa chia cổ tức rồi, chưa chia cổ tức bằng cổ phiếu, thì năm vừa rồi có cái lượng lợi nhuận nó cũng khá là ấn tượng, cũng tăng trưởng rất là mạnh, và nó không chia cổ tức mấy năm nay thì khả năng sắp tới nó sẽ tăng vốn rất là mạnh anh chị nhé. Cái lợi nhuận chưa phân phối sau sau thuế chưa phân phối hoặc là lợi nhuận chưa phân phối gì đấy. Thì rồi thì STB đấy, có 3 mã đấy. Chúng ta xem qua TP Bank sau. TP Bank là một cái mã mà nó cũng đi với một cái biên độ nó cũng khá là cao rồi, nó chạy rất là mạnh, nên là nhịp này em đánh giá là nó không còn khỏe nữa, nó không còn khỏe, chúng ta cần phải đợi đợi thêm một thời gian để cho nó tích lũy.
Đấy, còn sắp tới này nếu mà nó đẹp và nó khối lượng nó cạn kiệt dần thì em sẽ báo với anh chị sau nhé. Tiếp theo em sẽ sang dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán em ưu tiên đầu tiên, đội ưu tiên là ông VND. VND bây giờ chỉ cần anh chị thấy được, bây giờ chỉ cần chỉnh thôi là chúng ta tham gia, chỉnh thôi là chúng ta mua thêm. Đấy. Còn hôm nay thì nhiều anh chị nhà đầu tư mình cũng mua, hôm nay trong room em thì cũng nhiều anh chị cũng mua được cái giá tầm, bắt được cái giá là 31.9. Đúng cái giá mà nó quay về nó lấp gáp, đặt được cái giá đấy thì rất là tốt. Đúng không? Nhưng cái hôm nay là lãi ở đâu đó cũng phải tầm 10% rồi. Đúng không? Còn cái cho 32 đi, nhường cái nó 10% rồi. Còn trong room thì em cũng báo anh chị mua 33.3 thôi cũng được. Bởi vì thực ra thì em cũng phải xem với cả xác nhận của nó sẽ phải phải xác nhận là quay trở lại, chứ em cũng không dám báo liều với anh chị nhà đầu tư mình. Đấy, anh chị mình cũng muốn bắt thì có thể chúng ta tự bắt được. Bởi vì em cũng rất là ngại khi mà báo anh chị mình bắt đáy hay như nào, đúng không? Em chỉ cần đợi nó xác nhận là tăng trở lại thì em mới dám báo với anh chị nhà đầu tư mình có thể canh gom hay là báo bán hay là như nào. Nó phải có những cái chỉ số, chỉ báo kỹ thuật thì em sẽ báo với anh chị. Đấy. Hôm nay em báo canh gia tăng tầm 33.3 thôi cũng được, bởi vì cuối phiên nó cũng lên trần. Đấy. Còn hiện tại nếu mà nó có nhịp chỉnh nữa thì chúng ta canh gom không sao, không vấn đề gì cả. Đúng không? Thứ nhất là VND. Em sẽ xem VCI một chút. Thì VCI, SSI thì cũng rất là nhiều kháng cự. Tuy nhiên là ông nếu mà anh chị mình đã có VCI thì cũng thêm một số các thông tin như là ông VCI ông đang nắm rất là nhiều HDG này, KDH này. Trong quý 1 vừa rồi cũng tăng trưởng cũng ổn đúng không ạ? Vì đặc biệt là trong quý 4 là vừa rồi thì dòng bất động sản tăng trưởng rất là mạnh. Đấy, còn VCI thì ông nắm HDG, mà HDG thì có cả mảng năng lượng, đúng không? Mảng năng lượng. Đấy, thì khá là ấn tượng. VCI cũng nắm cả MWG nữa. Đấy, mà bây giờ thì MWG anh chị vừa cũng thấy rồi, thì cái lợi nhuận cho nhà đầu tư thì cũng liên tục nó cao, nó tăng dần tăng dần. Đấy. Thì em đánh giá là cái nhịp này dần dần thì cái lực cầu nó bắt đầu, lực cung nó bắt đầu suy yếu rồi, thì lực cầu bây giờ chúng ta chỉ cần một cái lý do để mua thôi. Thì khả năng sắp tới ra báo cáo tài chính cái tốt cái là bắt đầu lại đua nhau mua thôi. Đấy, còn em đánh giá thì cái kháng cự của ông VCI thì nó cũng khá là dễ để break. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngưỡng kháng cự này thì thực ra nó có vài triệu cổ phiếu thôi. Đấy, nhà đầu tư lớn mà họ đã vào thì họ mua tầm chục triệu cổ phiếu, đúng không ạ? Mười mấy triệu cổ phiếu thì họ đã tham gia họ đã xác định tham gia cái cổ phiếu này thì chắc chắn là họ sẽ ăn hết rất là nhanh cái lượng hàng kẹt. Anh chị nhà đầu tư mà đã kẹt trên này muốn bán thì nhà đầu tư lớn họ sẵn sàng họ mua mua sạch. Nếu mà đã làm cho nhà đầu tư lớn họ tin tưởng cái thì bay rất là nhanh thôi. Đúng không? Còn ông SI thì sao? SI thì trong một cái thời gian ngắn tới đây thì sẽ có một cái nhịp hồi, liệu có break được cái vùng trendline này này không? Đúng không? Hiện tại em thấy một lần, hai lần, ba lần, ba lần test đáy rồi. Ba lần test đáy thì em đánh giá rất là dễ, và cộng thêm một cái mục tiêu của ông SI. Vừa có một cái tin tức mục tiêu lợi nhuận tăng 30% trong năm nay. Ok. Trong năm nay thì anh chị mình cũng có thể là tự đánh giá được, và hiện tại chúng ta có thể căn thêm một vài phiên nữa chúng ta tham gia sau. Và cái mã này thì thực ra thì em đánh giá cái mã này kháng cự nó lớn hơn hẳn nhiều so với ông VCI. Nó cùng một cái mẫu hình thôi. Nhưng mà ông này thì kháng cự quá lớn, bởi vì cái khối lượng free float các thứ thì cũng đâu đó cũng phải 100 triệu cổ phiếu. Đúng không? Để mà cái dòng tiền nó ăn lại được 100 triệu cổ phiếu thì cũng rất là khó. Thỉnh thoảng mới có một cái phiên vol nó tầm 30 triệu cổ phiếu thôi,
Còn ông VCI để mà bây giờ dòng tiền nó đổ vào mua tầm 5 triệu cổ phiếu thì rất là dễ. Đúng không? 5 triệu đến 10 triệu cổ phiếu rất là nhanh. Tiếp theo xem HCM ra. HCM thì yếu hơn một chút. Yếu hơn. Nhưng mà em không đánh giá cao HCM bởi vì nó chủ yếu nó toàn sản phẩm về nó nắm trái phiếu nhiều và nó không nắm không rõ là nó đang nắm cái công ty nào nên chúng ta cũng không không quá là mặn mà. Đầu tiên ông VND thì em cũng đã nghiên cứu thì ông VND ông nắm PTI PTI mảng bảo hiểm rất là nhiều. Đúng không? Bảo hiểm nắm chủ yếu là cũng lấy cổ tức là một. Lấy cổ tức là một xong cộng thêm ăn chênh lệch giá nữa, chênh lệch giá thị thị giá đấy. Đấy. Thì cũng khá là ấn tượng đúng không ạ? VND anh chị nhá. Đấy thì trong dòng chứng khoán à đây xem nốt SHS nào. À, SHS thì cũng hơi khó, đang có game tăng vốn nhưng mà nó cũng không có kéo mạnh. Đấy. Sắp tới thì cổ phiếu hàng tăng vốn về mà nó lại còn bán ồ ạt nữa thì rất là khó anh chị nhá. Rất là khó phải kéo lên. À, bây giờ thì bây giờ kéo lên thì cũng khó đấy. Còn ngắn hạn thì chúng ta có thể kỳ vọng lên một chút, nó kiếm lời tầm hai giá thôi, nó lên tầm 40. Đấy. Còn SHS thì em không đánh giá cao, em không đánh giá cao. Thứ nhất là VND, thứ hai là VCI, bởi vì em hiểu rõ. À, anh chị mình nếu mà hiểu rõ cái mã nào thì cũng có thể là nhắn tin và trao đổi cùng em xem ORS nào. ORS thì cũng khá là tốt bởi vì theo kỹ thuật thì nó có một cái pha rũ rất là mạnh ở tầm đợt tháng 1 vừa rồi, nó đau từ tầm tháng 11 đến tháng 1 vừa rồi cạn lực bán thì nó mới bắt đầu hồi phục. Hiện tại thì nó đang ở một cái vùng cân bằng, khá là cân bằng đấy anh chị nhé. Đấy thì bây giờ chỉ cần một số cái tin tức thôi về doanh nghiệp thì cái cổ phiếu nó sẽ bay rất là mạnh. Hiện tại đang có một cái dấu hiệu nó đang tạo đáy rồi nên là chúng ta cũng không cần quá lo. Đúng không? AAS. AS thì hôm nay thực ra cái mã này nó thanh khoản nó thấp nên là các cái tạo lập tổ chức họ làm giá rất là nhiều và cái nhỏ lẻ bây giờ đùng cái ông nhỏ lẻ nào tay to hoặc là cầm nhiều cổ phiếu ông bán nhoằng cái sàn cổ phiếu ngay nên là anh chị mình cũng lưu ý một số các mã này. Nếu mà anh chị vốn nhỏ tham gia vẫn được nhưng mà vốn lớn thì tham gia cũng hơi khó. Bởi vì bây giờ nếu mình muốn bán thì mình phải kê đặt căn từng tí một chứ không phải là ấn MP cái là xong đúng không? MP cái là ảnh hưởng rất nhiều đến cái giá cổ phiếu và mình bán nó cũng không được cái giá mình mong muốn nữa. Đấy, MBS sao? MBS đi ngang sideways cũng khá là tốt, ấn tượng anh chị nhé. Đấy nên thì chúng ta có thể căn những cái mã mà nó không điều chỉnh nhiều theo thị trường được vừa rồi. Đó, thì nó tốt hơn đúng không? Không điều chỉnh nhiều. MBS này anh chị nhá. Đấy thì dòng chứng khoán em ưu tiên thứ nhất là ông VND ưu tiên đầu tiên. Đầu tiên luôn là VND. Thứ hai là có VCI này, MBS này thì kháng cự thứ nhất là kháng cự nó ít. Thì em chỉ căn những cái mã mà nó kháng cự nó bị suy yếu hoặc là kháng cự nó bị ít thì chúng ta tham gia thì có cái lợi nhuận nó tốt hơn. Thì, đấy là cái theo cái lý thuyết là như vậy. Đấy, còn về sau thì chúng ta chỉ có thời gian mới trả lời được. Đúng không ạ? Đấy. Thứ hai là rồi chúng ta sẽ sang dòng tiếp theo là dòng tiếp theo sẽ đánh giá dòng bán lẻ đi. Dòng bán lẻ thì Mansan ra. Sắp tới chiêu cổ tức 51 đúng không ạ? Mansan thì nó dòng tăng trưởng chứ không phải là cái dòng anh chị mình đầu cơ đâu, dòng tăng trưởng. Nhưng mà cái Mansan thì tăng trưởng rất là tốt. Mansan là một anh chị nhá. Thì chúng ta có thể nếu mà nó đã phá vỡ khi mà đã phá vỡ cái trendline này, đợi nó phá vỡ cái trendline này thì chúng ta có thể tham gia. Đúng không? Thì khối ngoại đợt vừa rồi mua ok, khá là nhiều. Mansan là một, MDG là hai anh chị nhá. MDG thì hiện tại tăng rồi nên em cũng không khuyến nghị nữa, không có khuyến nghị nhiều, đợi cho nó điều chỉnh thì chúng ta mới mới tham gia chứ chứ đua mua thì cũng khó. Hiện tại thì thị trường bây giờ tin đồn các thứ thì
cũng rất là khó để chúng ta đua mua cái T3 về, rất là khó xử lý, cộng thêm anh chị mình dùng margin nữa thì cũng khá là đáng lo đúng không ạ? Thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải giải ngân bằng tiền mặt, rồi chúng ta mới bắt đầu gia tăng bằng margin. Đấy, thì đấy là cái cách giải ngân FPT. FPT thì hiện tại không có điểm mua nữa rồi, còn nó lên thôi. Em đánh giá cái mã này nó tăng trưởng cực kỳ tốt. Đấy, năm tới này lại còn có những cái kế hoạch lợi nhuận này, kế hoạch chia cổ tức này rất là ấn tượng đúng không ạ? Hiện tại vốn hóa lên được bao nhiêu rồi? Hiện tại vốn hóa lên được 100.000 tỷ rồi. So sánh với MDLG xem sao. MDLG thì vốn hóa hiện tại là 111.000 tỷ thì cũng chênh nhau tầm 10.000 thôi. Chênh nhau tầm 10.000 cũng không có vấn đề. Đấy. Thì FPT nó FPT với cả MDLG nó chạy y như một mẫu hình, nó là một mẫu hình dòng bán lẻ. Đấy, PAT cũng là dòng bán lẻ điện thoại. Đúng không ạ? Còn hiện tại báo muốn mua mua mới thì cũng rất là khó. Hiện tại không phải là một cái chúng ta quý 2 không phải là một cái game cho dòng bán lẻ về điện thoại các thứ, bởi vì thực ra thì cái game mua bán điện thoại các thứ thì dường như là nó sẽ đến vào cuối năm và trước Tết. Đấy. P&G cũng vậy. Thì đợt vừa rồi cũng cũng nhiều năm nay thì cũng có nhiều ngày nó nhiều ngày nó khá là tốt đúng không ạ? Ngày cưới đấy, anh chị nhé. Ví dụ như đợt vừa rồi thì cũng ngày ngày tầm mùng 10 tháng 3. Mùng 10 tháng 3 thì cái hôm đấy cũng đợt giỗ tổ Hùng Vương vừa rồi này. Thì cái ngày hôm đấy là cũng rất là nhiều đám cưới đúng không ạ? Thì tăng trưởng của P&G nó rất là tốt. Nó đặc biệt là cái khoảng trong quý 1 là nhà đầu tư họ kỳ vọng rất là nhiều từ cái mảng bán lẻ. Đấy. Còn quý 2 thì họ thực ra họ sẽ kỳ vọng, thứ nhất là kỳ vọng vào báo cáo tài chính này, thứ hai là cái xu hướng tương lai trong vài quý tới. Thì họ nếu mà có game gì thì chúng thì sẽ đầu tư có mạnh hơn. Đấy. Thì P&G nhé anh chị, P&G cũng khá là ấn tượng vì hiện tại dòng tiền đã vào rồi. Dòng tiền thì anh chị mình để ý nhé, hiện tại dòng tiền đã vào P&G nói riêng và VN30 nói chung. Đấy, thì tạo lập họ đã xác nhận cho chúng ta là dòng tiền đang vào VN30 rồi, thì chúng ta có thể là cũng yên tâm hơn là thị trường dường như nhịp này nó chỉnh để nó tăng lên chứ không phải nhịp chỉnh là nó gãy luôn đâu. Anh chị mình cũng để ý nhé. Nhiều anh chị cũng hỏi là thị trường liệu có gãy hẳn xuống nghìn 1.000 hay là hay xuống hẳn không. Đấy, thì cũng rất là khó để trả lời, nhưng mà anh chị mình hãy nhìn vào VN30, họ đã xác nhận cho chúng ta như này rồi thì chúng ta vẫn cứ yên tâm mà nắm giữ. Những cái mã mà anh chị mình thấy nó không tốt hay là nắm lâu quá mà mãi không lên thì bán đi, cái là cũng dễ là nó chạy, bởi vì nó đúng vào cái tâm lý mà tạo lập mà tổ chức các cái đội họ muốn làm cái tâm lý cho anh chị mình để bán sạch hàng ra thì họ mới có thể kéo được. Đấy, tất cả mọi thứ nó đều trong cái tầm kiểm soát nhá. Rồi chúng ta sang dòng bất động sản đi. Bất động sản hôm nay có DIG. Thực ra thì để mà nói thì dòng tiền anh chị nhé, dòng tiền thì hiện tại sau rất là nhiều lần rũ dòng bất động sản ra rồi, một phiên cao nhất đi, đỉnh điểm đi, đỉnh điểm là có lúc lên được 10.000 tỷ, và hôm nay chỉ gọi là một cái phiên ở đáy thôi, nó hồi phục một nhẹ thôi là nhoáng cái lên 5.000 gọi là 6.000 tỷ rồi. Đấy. Thì em đánh giá dòng tiền hiện tại nó vẫn đang nằm ở trong bất động sản rất là nhiều. Có một cái lượng tiền nó cũng sẽ chảy sang dòng ngân hàng, chảy sang dòng chứng khoán, nhưng nó không đáng kể, mà chủ yếu là nhiều anh chị nhà đầu tư sẽ dùng cái khoản margin chúng ta mua dòng ngân hàng và chúng ta sẽ mua dòng chứng khoán. Đấy, còn tiền thịt thì rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình đang nắm bất động sản đúng không ạ? Tiền thịt đấy thì anh chị mình cũng cố gắng và để ý cái dòng tiền mà chúng ta xem xét
liệu bây giờ nó như nào, đúng không? Thì ok, giống bất động sản nhé, giống bất động sản thì anh chị mình thấy được là DIG, DIG hôm nay làm một cây nến cũng khá là uy tín, là một cái cây nến đảo chiều, là cây nến búa. Đấy, thì với một cái khối lượng cũng khá là lớn, bởi vì hôm nay là cái dòng tiền lo sợ giảm, đúng không? Nói chi tiết là lo sợ giảm thì được ăn hết. Anh chị mình xem một cái chart trong ngày đi, DIG, DIG nói riêng, còn dòng bất động sản anh chị mình có thể thấy được là nói chung luôn. DG sẽ nói chung luôn cho toàn ngành bất động sản, là cả ngày hôm nay rất là nhiều người phải bán ra, bởi vì sao? Lo sợ nó giảm nữa. Từ sáng cho đến tầm giữa trưa là cổ phiếu nó nằm, gọi là gần như là nằm sàn luôn anh chị nhé, gần như nằm sàn luôn. Anh chị mình để ý thì bây giờ đóng cửa là 79, mà sáng nay nó còn có cái giá 72.6 thì dường như là nó giảm, gần như là giảm sàn trong một phiên. Đấy. Mà cuối phiên thì có những cái sự vào cuộc của tổ chức, của tạo lập và của nhiều nhà đầu tư lớn, họ chỉ trực chờ là có cái giá nó hấp dẫn thì họ mua. Và đúng như cái dự đoán thì hôm nay là có lực cầu vào rất là mạnh cho DIG. Anh chị mình cũng căn. Và nhịp bây giờ thì em chưa khuyến nghị mua vội, nhưng anh chị mình cũng quan sát cái mã này. Là một, mã CEO là hai, đúng không? Mã CEO thì cũng đang được nhà tự săn đón, đúng không? Đang có cái bài báo mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng bằng lần, đúng không? Thì anh chị mình cũng để ý thì em cũng đã làm một cái video phân tích CEO ở trong room đây, cái video này anh chị mình để ý nhé. Thì anh chị mình có thể tham đăng ký kênh và anh chị mình ấn vào tìm cái mã cổ phiếu này. Đấy, thì sẽ ra cái video của em. Thì em phân tích cái mã này nó cũng khá là chi tiết. Đấy, thì cũng đánh giá, khi mà anh chị đánh giá được cái điểm rơi lợi nhuận của nó rồi, trong một cái dự án hay là toàn thể cái dự án của nó trong vài năm tới, thì chúng ta sẵn sàng chúng ta đầu tư. Nếu mà giá rẻ thì chúng ta sẵn sàng đầu tư. Kể cả là anh chị mình mua tầm giá 7x hay như nào chăng nữa, bây giờ giảm xuống chỉ có gia tăng thêm, chứ chả có chọc chúng ta phải bán. Khi mà lợi nhuận nó chưa đánh giá thực, bây giờ anh chị mình đọc cái bài báo nhé. Đọc cái bài báo này thì lợi nhuận target là 300 tỷ đồng trong năm nay, trong năm 2020, cho 2022. Nhưng mà nếu anh chị mình để ý thì 300 tỷ này nó cũng không đáng bao nhiêu so với cái dự án Sonaci Vân Đồn của nó. Thu 3.000 tỷ này thì cũng gọi là cái thu bán một phân khu của nó thôi. Còn nó còn 8 phân khu hay là 27, 7, 8 phân khu nữa. Mà dự kiến lợi nhuận của nó, dự kiến doanh thu của nó tận vài tỷ đô. Thì chúng ta bây giờ mua vẫn còn quá rẻ anh chị nhé. Mà trong khi đấy thì dự kiến doanh thu nó mấy tỷ đô, mà trong khi cái vốn hóa của nó đâu đó có 14.000 tỷ, đúng không ạ? Thì anh chị mình thấy được là bỏ ra một cái số tiền mua với cái mức giá này, mức giá này nó đánh giá luôn vào cái mức vốn hóa nhá anh chị nhá, 56.500 thì nó ứng với 14.500 tỷ vốn hóa đấy. Còn bây giờ nếu mà nó lên được 100.000 tỷ vốn hóa đi đấy, hoặc là nó chỉ cần lên 50.000 tỷ vốn hóa thôi, thì anh chị mình chia ra cái số lượng cổ phiếu đang niêm yết thì cũng có thể ra được cái giá trị thực, cái giá tương lai của CEO đấy. Thì anh chị mình có thể tự tính và chúng ta đánh giá được cái lợi điểm rơi lợi nhuận của nó, thì chắc chắn là bây giờ chúng ta chỉ có mua chứ chả có bán gì, bởi vì em cũng biết được cái giá trị nội tại của doanh nghiệp này rồi. Nên là nếu mà vào ngắn hạn thì chúng ta có thể vào bán một chút, bởi vì có thể anh chị nhà đầu tư, nhiều nhà đầu tư họ dùng margin nên là cũng phải an toàn một chút. Nhưng mà để lâu và dài thì em đánh giá cao chúng ta dùng tiền mặt để mua và chúng ta để đấy đã. Đấy mới là đầu tư, và kỳ vọng là doanh nghiệp lãi thật lớn để chia cổ tức cho chúng ta, đúng không ạ? Chia cổ tức là một, giá cổ phiếu tăng cao là hai. Đấy. Đấy, thì bất động sản rất là tốt anh chị nhá. Bất động sản HQC sao? HQC thì đợt này thì hôm nay có một cái mức giá nó gần trần. Thì đợt vừa rồi thì đánh nhau nội bộ các thứ thì
cũng mấy ông đem hàng ra bán, đúng không ạ? Đem hàng ra bán rất là nhiều, làm cho tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ thì cũng khá là lo sợ. Nhưng mà em đánh giá cái việc này nó rất là bình thường trong một cái trên thị trường chứng khoán thì em gặp những cái trường hợp rất là nhiều, và nó bán chán đi, bán cho chán đi xong rồi lại tăng, đúng không ạ? Doanh nghiệp thì vẫn cứ tăng 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 trưởng đều đều, đúng không ạ? Tăng trưởng đều đều trong năm nay thì chắc chắn là sẽ có nhiều dự án nó tốt đấy. Thì có thể anh chị mình thấy đặc trưng của dòng bất động sản là có thể là trong một vài năm trước đi, nó lỗ rất là nhiều đấy, trong dịch thì có thể là chưa bán được sản phẩm, hoặc là nó chưa có nhân công để nó xây dựng thì nó sẽ báo lỗ. Nhưng mà một khi mà anh sau dịch cái thì anh chị mình thấy được cái mã nào tốt, cái nó phi rất là mạnh. Anh chị thấy được HQC nó phi từ tầm 3.000 nó lên tận 10.000, tức 3 lần, đúng không ạ? CEO sao? CEO từ 8.000, 8 9.000, 10.000 đi. Nó phi tận 100.000. Anh chị mình không phải tự nhiên mà nó phi đâu, mà chắc chắn là dự án mà nó tốt thì nó mới phi. Đấy. Thì không phải là tự nhiên đâu anh chị nhá. Những cái nhà đầu tư tay to, những nhà đầu tư biết trước và những cái nhà đầu tư có tầm nhìn, có lợi thế về thông tin thì họ sẽ vào cái mã rất là sớm và họ sẽ liên tục mua cho đến khi nào mà cái giá trị cổ phiếu hoặc là nó đang cao hơn một chút so với cái lợi nhuận trong năm đấy thì có thể sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn. Nhưng mà nhà đầu tư trong chung dài hạn thì họ có thể đầu tư trong 5 năm, 10 năm thì trong một cái mức giá ví dụ như bây giờ thì cũng rất là rẻ so với CEO. HQC là một đấy chị nhé. Thì chúng ta HQC bây giờ em không có báo mua hay là như nào cả, chúng ta chỉ xem thôi, quan sát anh chị nhé. Quan sát thì bây giờ nếu mà nó vùng về được cái vùng cân bằng, về được một cái vùng cân bằng ở đây thì chúng ta sẽ xem xét dần. Thường là game của bất động sản nó sẽ đến vào quý sau sau tháng 7, cuối tháng 7. Bởi vì trong giữa từ từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 7 nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh khá là sâu. Nó bởi vì nó chuyển ngành, chuyển giao những cái ngành, cái dòng tiền nó chuyển giao mà. Đấy thì chắc chắn là sẽ có một nhịp sập xuống để chuyển giao toàn bộ cái lượng tiền từ một dòng này sang dòng khác. Đấy, hoặc là chuyển một phần thôi. HKC là một, xem CCI. CCI cũng khá là ổn. Đó, em thấy là ổn thôi. Bởi vì không phải tự nhiên mà cổ phiếu nó hôm nay nó rút chân và nó kéo lên, đúng không? Thì nhiều nhà đầu tư họ có cái thông tin trước thì họ sẽ kỳ vọng cao cái mã này. Cộng thêm là anh chị mình nếu mà để ý thì hiện tại cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nó cũng đang mở rồi, nó đang thu phí rồi. Thì một ngày dự kiến của nó là thu được 3 tỷ. Thì trong một năm này anh chị mình thấy được nó có thể là nó sẽ thu được tầm 1.000 tỷ. À, nghìn tỷ doanh thu nhá, em chưa tính lợi nhuận. Lợi nhuận có thể thấp hơn một chút. Thứ nhất là từ 1.000 tỷ doanh thu từ Trung Lương Mỹ Thuận. Thứ hai là từ mảng bất động sản bán The River Thủ Thiêm. Đấy, 100 140 triệu đến 170 triệu một mét vuông trên một sàn. Đúng không ạ? Một sàn của nó thì có em không rõ là một sàn bao nhiêu, nhưng mà ở trong cái khu đấy là có tầm 500 căn hộ. Trên dưới 500 căn hộ. Đấy, mà một căn hộ thì nó chạy từ tầm 53 cho đến 180 mét vuông thì phải. Đấy thì em cũng nghiên cứu cái mã này khá là sâu. Nghiên cứu cái mã này khá là sâu và một số các cái mã khác, nhưng mà sau này em sẽ làm một cái video để em phân tích riêng cho anh chị mình, chứ không em sẽ không giữ riêng cho cá nhân mình đâu. Chắc chắn là sẽ có một cái thời điểm để em có thời gian thì em sẽ thu thập và đầy đủ các cái tin tức các thứ thì em sẽ làm video phân tích cho anh chị mình. Đấy, thì em đánh giá mã này vẫn rất là tốt, khá là rẻ, bởi vì bây giờ doanh thu dự kiến một trong một năm, chúng ta chỉ cần dự kiến trong doanh thu trong một năm ở mỗi cái mảng BOT thôi là nó đã thu được 1.000 tỷ rồi doanh thu đi, cộng thêm bán bất động sản nữa, mà với cái giá trị niêm yết bây giờ nó có tầm 8.000 tỷ này. Thế thì tức là sao, nếu mà hiện tại bởi vì do cái quý 4 nó bị âm nên là EPS nó sẽ âm, EPS nó sẽ bị âm và P/E nó sẽ âm.
có thể là trong năm tới, trong năm nay đi, trong năm nay thì dự kiến là cái lợi nhuận của nó lên được tầm 700 đến 1.000 tỷ, đúng không? Dự kiến thì nó cũng chỉ anh chị mình nếu bây giờ mua giá này thì chỉ cần tầm 3 năm là thu hồi vốn. Không. Ở đâu? 5 năm à 8 9.000 tỷ mà, đúng không? 8 9.000 tỷ, 1.000 tỷ một năm thì đâu đó khoảng 8 8 năm, 8 năm thu hồi vốn, tức là nó còn rất rất là thấp hơn so với cái dòng bất động sản. Bởi vì dòng bất động sản bây giờ anh chị mình 8 năm sau thì bây giờ giá đất nó tăng bao nhiêu lần rồi, đúng không? Bây giờ chỉ cần bán thì năm nay bán bất động sản một ít đi, sau năm nay năm sau giá tăng 2 lần nữa thì lại bán ít đi. Đấy, thì cũng rất là tốt, nên là anh chị mình cũng để ý cái mã này, hiện tại chưa có báo mua hay như nào đâu, chúng ta tham gia à, quên, chúng ta gọi là tham khảo, đúng không? Tham khảo thôi. Còn những cái mã tốt thì banh, thì dòng banh thứ nhất là có MB Bank này, STB, VP Bank. TP Bank thì chúng ta sẽ nhìn thêm và chúng ta quan sát thêm. Ở dòng chứng khoán thì sẽ có VND là 1, VCI là 2 và MBS là 3. Ở dòng bất động sản thì sẽ có, chúng ta sẽ theo dõi DGCO, có Nam Long nữa anh chị nhé. Nam Long là một mã rất là khỏe trong dòng bất động sản. Hôm nay nó hồi phục mà nó gần như ở chân luôn. Tăng rất là mạnh. Nó hồi phục cái bộ nến này, bộ nến gần như là bộ nến đảo chiều. Anh chị mình để ý đây. Đây nhá. Đây nhá. Đấy, là một bộ nến đảo chiều. Đấy, có thể nó sẽ chỉnh tầm một vài phiên sau nhưng mà trong một cái xu hướng chính là nó vẫn đi lên nhá. Đấy. Nam Long là một này. DIG là 2, CEO là 3, CI là 4. Đấy, còn một số mã nữa thì anh chị mình có thể quan sát và có thể báo với em sau. Đấy, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sang dòng đầu tư công. Đầu tư công thì có FCN là đang có rất là nhiều gói thầu rất là tốt, đúng không ạ? Có cái lợi nhuận và những cái gói thầu rất là to. Nói thật là như vậy. Đấy, thì nhiều nhà đầu tư họ vẫn kỳ vọng vào cái cổ phiếu nó lên chắc như này, chắc chắn là rất là dễ để nó break khỏi cái vùng kháng cự thôi, tầm 30. Em báo với anh chị là tầm 28.8 đến dưới 28.8 là anh chị mua. Còn hiện tại hôm trước là có cái giá tầm 28.5, 28.3 mua quá rẻ, đúng không ạ? Đấy. Còn hiện tại thì không có gì thì anh chị mình có thể tham gia room thì em sẽ báo với anh chị chi tiết sau. Còn trên này thì anh chị mình tham khảo. Đấy, thì chúng ta có thể trao đổi với nhau trên video và tham khảo C4G nhé. C4G một mã rất là tốt. Xây dựng đường cao tốc và các cái đường vành đai trên ở Hà Nội này, vành đai 3 cũng là C4G họ xây. Có những cái giai đoạn có những cái phần mà họ xây. Đúng không? Thì chắc chắn là trong một cái chuỗi đường thì rất là nhiều nhà thầu, rất là nhiều công ty họ vào họ xây dựng, một C4G là một trong số những cái công ty lớn đấy. C4G này, FCN này. FCN thì đang xây rất là nhiều hầm hầm chui ở ở Hà Nội. À, còn ở trong Sài Gòn thì em chưa tìm hiểu, trong Sài Gòn chưa tìm hiểu. Còn ở Hà Nội thì FCN được xây dựng rất là nhiều, cầu đường các thứ. C4G cũng vậy. KSB thì đầu tư công thì chắc chắn sẽ phải cần đá rồi, đúng không ạ? Cần đá. KSB thì nó cũng khác với C4G bởi vì nó không phải là dòng xây dựng, bởi vì đây là nó khai thác đá. Khai thác đá thôi thì nó là dòng tăng trưởng bình thường chứ không phải là cái công suất của nó cũng chỉ đến thế thôi, nhưng mà nó tăng trưởng cái giá nó bây giờ cái đơn hàng khi mà đầu tư công thì đơn hàng nó lớn thì nó sẽ tăng trưởng lên. Anh chị mình cũng để ý nhé. Thì em vẫn ưu tiên trong dòng đầu tư công là có dòng xây dựng. Đấy, dòng xây dựng thì có ông nào, ông FCN là một, ông C4G là hai, hai cái mã cực kỳ tốt. Tiếp theo xem qua ông HBC đi. HBC với ông DG thì cũng đợt vừa rồi cũng có cái bài báo là bắt tay làm tuyến cao tốc hay là xây dựng một cái tuyến gì đấy, thì em cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng ông HBC em đánh giá là một cái mã xây dựng khá là uy tín trên thị trường, nên là chúng ta cũng không thể bỏ qua cái mã này được.
hiện tại nó đang là một cái nền tích lũy ở đây rồi, với một cái biên độ vốn khá là thấp, khả năng nhịp tới sắp có một cái điểm mua nó ấn tượng rồi, sau khi liệu có một cái điểm mua nó tốt rồi, anh chị mình cũng để ý nhé, để ý cái mã này. Rồi dòng thép thì em sẽ đi vào sau, chứ bây giờ thì cái thời gian em làm cái video này cũng khá là dài. Thì anh chị mình có cái nhu cầu tham gia room thì anh chị mình có thể quét trên quét quét trên màn hình. Anh chị mình muốn mở tài khoản thì cũng ở trên màn hình luôn, và muốn liên hệ với em trên Zalo để cần tư vấn hay cái gì thì anh chị mình có thể là số điện thoại em để trên màn hình, anh chị có thể add Zalo và nhắn tin cho em, hoặc là gọi điện trực tiếp cũng được. Rồi, kính chào, hẹn tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị nhà đầu tư trong một cái bối cảnh thị trường phiên ngày mai nó thực sự nó tốt, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vui vẻ phấn khởi để nói chuyện với nhau. Còn thị trường mà nó xấu thì thực ra ai cũng buồn thôi, bởi vì em cũng là một cái nhà đầu tư, nên là khi mà thị trường xấu thì chúng ta cũng 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 nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý, đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay nó cũng khá là phấn khởi. Rồi, cũng chúc mừng anh chị nhà đầu tư mình, thì nhiều nhà đầu tư hôm nay mua là đã bắt đầu có lãi rồi. Đấy, nhiều nhà đầu tư họ cầm tiền ở ngoài mua hôm nay bắt đầu có lãi. Đấy, hôm nay thì em cũng có một chút bắt đáy, thì cũng có sắc xanh trong tài khoản một chút thôi. Đấy. Rồi, hẹn tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị nhà đầu tư trong những cái video lần sau.